Thì có vấn đề về cái chỗ này rồi. Vấn đề gì? Thì cái number của mình là một số mà mình đây mình cho giá trị hai số cho nên nó bị lỗi. Đây mình chỉnh nó thành số 1 đi. Đó, thì mình thấy mình chỉnh thằng này về đây. Tức là này nó khi mà nó chuyển thành 11 thì nó sẽ đẩy về bên bên phải, tức là đẩy về về bên 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 phải này. Đó, mình thấy nè, 15 nè. Đó, mình thấy không? Nó sẽ đẩy về cho mình là align left nè. Đó. Thì để sửa cái này á, thì mình cho nó lại right. Hay là tức là nó sẽ tức là nguyên do là tại sao đây mình copy thằng này xuống đi, mình cho thằng này á, cái đầu tiên á mình bỏ ba delimiter đi, nó chỉ có số 15 thôi và mình cho nó là align middle center thế này, mình kéo nó qua thế này. À, khi đó là khi mà đó khi đó do line center cho nên là một và 15 đều nằm ngay giữa cái dòng này hết đó. Rồi và ở đây á, mình bỏ cái ribbon number đi đó, thì mình làm hai cái như thế này á, nó sẽ tránh cái việc là nó bị cái lỗi là khi một số thì nó nằm ngay giữa, còn khi hai số nó bị lỗi đẩy qua bên đó thì các bạn load vào. Đó, cái này thì hạng một số hay hai số gì nó đều nằm ngay giữa hết. Rồi. Đó. Thì hồi xưa á là mình được làm như thế này nè là xong. Còn bây giờ á, thì có thể là thầy cô yêu cầu thêm cái việc là có dấu mũi tên như thế này nữa. Tức là chỉ ra cái vùng phân bố thép nó chạy từ đâu tới đâu. Đó. Thì cái này á, để mà làm cái này á, mình phải làm, tức là mình đang làm cái việc là mình đang ngồi sao ta làm 3D, tức là mình tác 3D thì nó ra được đúng những gì, tức là các bạn vẽ 3D đúng thì nó sẽ ra đúng. Còn cách thứ hai á, để mà nếu mà các bạn muốn làm 2D, tức là có thể bạn làm bạn 3D hàng này rồi bạn sẽ làm tiếp cái mũi tên 2D như thế này để mà các bạn đặt vào này, tức là hàng này làm 2D nè đó, để mà các bạn đặt vào thì khi mà cái và cái đó là cách một. Cách hai là gì? Cách hai là các bạn làm hàng này, hàng thép này và hàng cái mũi tên này là đi theo 2D, đi theo item đó, thì khi đó là cái hai nó lợi hại. Cách một là gì? Là nó sẽ làm cho các bạn thành một khối như thế này, các bạn dễ điều chỉnh, các bạn dễ làm. Nhưng nó có một nhược điểm là gì? Khi các bạn điều chỉnh, giả sử như các bạn làm thép phải không, các bạn lên việc thầy, thầy nói như thế này dư quá như thế nào đó, bạn về nhà làm lại và chỉnh lại thép á, thì khi các bạn chỉnh lại thép mà các bạn làm bằng cách hai á, thì các bạn phải vừa chỉnh thằng 3D và vừa chỉnh thằng 2D luôn đó, thì nó sẽ mất thời gian hơn. Nếu như các bạn biết chỉnh 3D nha, tức là một bạn nào biết không làm 3D các bạn chỉnh còn lâu hơn là chỉnh thằng 2D nữa đó, thì khi mà mình biết làm 3D thì chỉnh một một 3D thành 2D tự update luôn, do thằng tag này là mình lấy từ cái của 3D ra mình làm đó. Còn khi mà
Các bạn làm cách hai là các bạn làm cái detail item á, thì các bạn phải vừa sửa hàng 3D, là vừa sửa hàng thép 3D này và vừa sửa thằng thằng detail này đó, thì nó sẽ sửa hai lần rồi. Thì mình cái này là cách cách một, là mình chỉ cách một vậy là xong rồi. Các bạn cách một các bạn chỉ cần vẽ một cái đường đường line có mũi tên nữa là xong. Đường line gắn cho nó cái mũi tên, cái mũi tên đó thì mình có thể là mình làm cái mũi tên nó bằng cái annotate detail, tức là mình làm cái động nguyên cái mũi tên này bằng detail đó. Còn cách thứ hai đây để mình chỉ bằng cách thứ hai á, thì mình sẽ lấy cái template mình nêu một cái family, thì cái đó là mình sẽ lấy là detail item nè đó, mình sẽ làm bằng cái detail. Thì khi đó mình phải sửa hai lần là do hàng detail này và cái hàng thép này, thép 3D này nó không có liên hệ gì với nhau hết đó, cho nên là mình phải sửa hai lần rồi. Bạn mở cái template này lên, nó sẽ xuất hiện như thế này. Cái này là không có ba, tức là mình phải làm hai hai loại, tức là mình phải làm một cái là có hút, một cái không hút, và một cái mũi tên này. Ok hiểu rồi. Rồi các bạn sẽ tạo cho mình các đường replan này, thì bữa bữa móng này mình có chỉ tạo cái đường replan này đó. Mình sẽ tạo là bề ngang trước, bề ngang này trước nè. Đó, bạn tạo ngẫu nhiên thế này cho mình đó, tạo thế này. Và đêm lại không đêm từng cái. Và gán cho nó là L1 đó. Này là L2 chẳng hạn, chuyển thành instant này. Rồi đó, bạn làm tới đây cho mình. Rồi tiếp tục thì mình sẽ tạo một cái đường line như thế này trước. Đây mình các bạn biết này, chọn biết này lock nè,
bạn create nè, line nè, pick nè và pick your lock nè, pick qua đường này. Đó, vậy là đường này đã khóa với cái hàng đường giữa này rồi. Và các bạn kéo này lên. Kéo này lên. Đó, thì khi đó mình sẽ align hai đầu của đường line này vào hai đường grab line này để giới hạn cái chiều dài của nó. Thì xưa mình align đi. Align đầu này khóa, nhớ khóa nha. Các bạn align mà bạn không khóa thì nó không có tác dụng. Đây, khóa nó rồi. Để tạo cái mũi tên á thì mình sẽ tiếp là tạo cái này thì nó tạo nó bằng công cụ để mình làm trước nha. Tại vì mình đang nghĩ là mình phải tạo thêm một cái mũi tên, mình phải tạo bên ngoài một cái family bên ngoài ở ngoài vào lót vào, chứ mình không thể nào tạo cái ở trong đây được. Để mình xem mirror này. Cream. Như thế này giả sử. Tức là khi thằng này move lên à nó đi theo. Ok. Bạn chỉnh cho nó thành cái màu đen đi. Black. Duplicate này. Lên. Black. Ok này. Fill là solid. Màu là đen. Đó, như thế này. Cái này mình chỉnh nó nhỏ lại một chút, nó dẹp dẹp một chút. Đó, thì cái này thì tùy các bạn, tức là đây mình cái kích thước thì mình miễn sao nó đều ở hai bên được. Đó. Rồi. Mình draw me, mình copy qua đầu bên đây. Move này thử xem. Này không biết nó có đây nó cứng theo luôn. Ok. Đó. Thì mình sẽ cái thép này á, nó thiếu cái mũi tên, nãy mình nói nó thiếu mũi tên chạy phân bố của cái thanh thép này là nó chạy từ đâu tới đâu của mặt sàn này. Thì ở đây á, thì mình sẽ tạo mũi tên nó, thì mũi tên thì nó mình sẽ chỉnh chiều dài của mũi tên này bằng những cái là W1. Đó, đây W1 các bạn cứ để giữ, tức là lúc đầu mình tính là tạo cái này luôn. Nhưng mà mình tạo mũi tên này trước, xong rồi mình lót vào và mình xong cái cách 1 luôn thì khi đó mình qua cách 2 luôn. Đó. Đây W1 nè. Đây. W2 nè. Rồi. Mình sẽ xóa hàng này đi. Rồi. Đó, thì như mình bữa trước nãy mình nói là cái đường nét nó cũng quan trọng, cho nên là cái đường nét của hàng mũi hàng đây nè là nó là một cái đường tên là detail item. Cái đường nét nó nằm trong đây nè, manage nè, object style nè. Đây cái detail item này nè. Đó, thì nó có đường là heavy. Đó, tức là cái đường này đường mặc định của hàng family detail item này. Khi các bạn load vào trong hàng project á thì hàng project nó cũng có những cái đường tương tự như vậy. Manage object style nè. Mà nó nhiều hơn. Đây, bạn thấy không? Thì về nguyên tắc á là khi các bạn load family là thằng con
vào thằng fan project là thằng mẹ, thì cái thiết lập mà heavy line hoặc là hidden line gì của bạn bên thằng family á thì qua đây nó sẽ bị override bởi những thằng này, tại luôn luôn nó mặc định là thằng mẹ là thằng lớn hơn con, là nghe theo thằng mẹ, nó không hỏi các bạn là các bạn muốn chọn thằng nào hết. Tức là không phải không như cái hai lựa chọn trên, hai lựa chọn khi mà mình load family vào nó, hai lựa chọn đó đều các bạn chọn thế nào thì thằng mẹ luôn luôn là lấy, trong trường hợp là object style này là nó luôn luôn lấy của thằng project này, nó override của thằng 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 con bên đây đó. Thì các bạn muốn chỉnh đường nét của thằng bên đây á, bạn phải sửa nó lại, tức là các bạn muốn chỉnh đường nét của mũi tên này nó khác á, thì các bạn phải new một cái mới, không không dính dáng tới của thằng thằng project hết, thì khi đó nó mới lấy cái mới, chứ nó không có bị override bởi cái cũ đó. Mình new cái mới nè, new thành cái này là gì à? Mình đặt tên cho các bạn biết để các bạn mốt quản lý nha. Tức là mình phải new cái mới khi mà các bạn muốn chỉnh đường nét á, new cái mới đó. Cái này nó quan trọng khi mà cái thanh thép này nè, đây thanh thép nè, còn mũi tên thì nó không quá quan trọng, mà mình cũng đặt nó là arrow đi chẳng hạn đó. Thì đây mình ok nè, chuyển nó thành arrow nè. Rồi khi bạn load nó vào đây, mình load nó vào nó sẽ như thế này đó, và hàng object style của con detail nó sẽ có một cái arrow nữa đó, thấy không? Khi muốn chỉnh thằng này thì thằng này đi theo item này đi theo đó, thì ở đây mình nhấn spacebar cho nó quay lại nè, đó cho nó về điểm giữa nè, đó đây nó phân bố như thế nào ở đầu thế này, cách ra một khoảng cho mình cho 100 đi. Rồi thằng này á, thép này á, mình select big nè, big nó nằm ở chỗ này đi, cộng ở này trừ này, thì bữa trước mình có nói cái việc này là ok đó. Giờ cái này là thằng dưới đây đó. Rồi thằng này á thì mình kéo nó đụng thép đó như thế này, đó như thế này. Đó là mình đang làm cách một, là xong cách một đó. Này tỷ lệ là 150 100 luôn, ok đây 100 đi, tùy vào cái sàn của các bạn đó. Các bạn muốn lớn nhỏ thì các bạn chỉnh lại tỷ lệ cho phù hợp đó. Thì ở đây mình làm tổng thể á, thì nó có khi là cái đường tác này nó chữ nó quá lớn á, thì mình chỉnh lại cho nó nhỏ. Rồi mình đừng gì, ok đó là cách một. Cách một là như thế này, thì khi mình chỉnh á, như nó nói mình chỉnh, giả sử đây mình nói mình chỉnh lên thép 12 đi đó, tự update. Rồi cách 2, đây là cách 2 nè, mình tiếp tục quay lại này. Cách 2 thì mình tạo tiếp hàng này, không đem từng cái tạo là một là hai lại đó, như thế này.
Rồi tiếp tục á, mình sẽ làm tiếp. Nó sẽ có không chỉ mũi tên này mà nó còn có thanh thép nữa. Cái thanh thép là cái L1, L2 á, để giới hạn hai bên thanh thép á. Thì nó sẽ còn có một cái đoạn hút nữa, thì mình sẽ copy thằng này xuống. Nó hoặc là tạo create nè, plan nè, dễ hai đầu này mà để đầu bên kia để mà cho cái hai đoạn hút. Thì có thể là hút đầu hai đầu nó khác nhau, cho nên mình dễ hai cái khác nhau và mình đem cho nó hai cái đơn vị, hai cái parameter khác nhau. Khi đó các bạn có thể tùy ý muốn chỉnh đầu hút khác nhau cũng được đó. Rồi tiếp tục, tiếp tục á, thì mình cũng như hàng này mình tạo những cái đường line thôi, create line nè. Đó thì ở đây mình sẽ chọn hay mình sẽ new một cái object style là bên bên cái này, new arrow hoặc gọi là rebar đó. Thì các bạn, mình chỉ các bạn để mà các bạn biết các bạn quản lý cái đường nét bên family để mình load vào trong project. Rồi nhưng mà cách tối ưu nhất vẫn là gì, vẫn là các bạn tạo lấy đường nét sẵn có. Tức là sao, tức là quan giảm thiểu sao cho cái số lượng đường nét này nó nhỏ nhất có thể. Đây tức là những cái này đều nhỏ nhất có thể, giả sử cái detail này nó nhỏ nhất, số lượng đây nhỏ nhất có thể, đo cũng vậy. Nó thì mỗi cái đều lưu đều có cái làm cho các bạn nặng file hết, thì các bạn luôn luôn là tối ưu là nhất là các bạn quy về nó, quy về những cái nhỏ, cái gọi là những cái giống nhau. Giả sử như thép đi, thép các bạn quy về là phép dưới 10, phép trên 12 chẳng hạn đó. Thì tức là các bạn sao cho số lượng thanh thép nó nhỏ ít nhất có thể, tức là mình cho cái mình phi 6 phi 8 rồi trải dài hết luôn á, thì nó sẽ khi mà làm á khó cho các bạn và khó cho người thi công nữa. Tức là người họ không có phân biệt nổi là thằng này phi 8 nó như thế này, thằng phi 6 nó nhỏ hơn xíu à, ta khó phân biệt đó. Thì các bạn nên là làm khi mình làm thép á, mình chạy re-etap á, thì mình nên là làm số lượng đường kính thép, đó là số loại đường kính thép nó nhỏ nhất có thể nha. Nó chứ đừng làm quá nhiều trải dài á, thì nó sẽ không thực tế đó. Thì cái này cũng vậy, thì các bạn mình chỉ các bạn là để mà các bạn biết là cái mình muốn đường nét nó khác như thế là thì mình làm như thế nào. Còn cách tối ưu nhất là mình lấy những cái sẵn có đó, thì nó tiêu chuẩn thì nó chỉ có những cái đường nét quy định. Tức là giả sử như nó module nó 15 2.5 357 gì đó, tức là nó có những module như vậy. Thì các bạn thấy giả sử như mình thấy cái đường nét nào á, giả sử như mình thấy cái rebar này nó phù hợp với đường nét nào trong đây á, thì các bạn lấy đường nét nào trong cái project này thì các bạn lấy đó. Thì nên lấy cái nên tận dụng những cái đã sẵn có, chứ đừng nên cái gì cũng new hết. Thì mỗi lần các bạn lót vào thì nó sẽ làm cho các bạn sinh ra thêm nhiều cái đường nét trong đây á, thì nó sẽ nặng file cho các bạn đó. Thì giống như việc là các bạn cứ làm nhiều cái object vậy á, thì nhiều cái object thì sẽ nặng file thôi đó. Thì cái số lượng đường nét cũng tương tự vậy thôi đó. Thì ở đây mình muốn có đường nét rebar khác á, mình tạo cho nó cái rebar rồi. Cái này chưa nè, rebar nè đó. Khi mình vẽ thằng này create line nè, chọn cái đường cho nó rebar nè, big nè, khóa nè đó. Thì khi mình biết tới đâu nó khóa tới đó luôn. Rồi trim lại, trim nè, 1 2 rồi, và align hai đầu này
align align này, align này. Đó, align này, reference khóa lại, nhớ khóa align khóa lại rồi. Khi đó mình sẽ dim, thằng này một cái dim, thằng bên đây một cái dim. Và thằng này mình cho là tên là gì? Start bắt đầu này, hook end chẳng hạn. Instant này. Này là end hook end. End hook đi. Còn đây start hook. Đưa em nó trong đây. Rồi. Mình mua này lên. Ok. Đó. Vậy là mình xong cái thằng thép. Đây, thép mũ này. Thép này, đó. Thì để mà cho nó hai trường hợp á, một là không có star hook stand, một là có, thì ở đây mình các bạn khi mà rất là có cách là các bạn chỉnh về không á thì nó sẽ báo lỗi. Đó. Sẽ gây lỗi cho cái family của các bạn. Thì để có một cách đó là mình tạo ra nó một cái biến ẩn hiện. Tức là ẩn, tức là mình muốn nó ẩn thì mình tick, còn muốn nó hiện á, mình muốn nó hiện á thì mình tick, còn ẩn thì mình bỏ tick. Đó là cái nguyên tắc hoạt động của cái ẩn hiện đó. Đó thì mình muốn mình tick vào cái object này. Nó có một cái là visible là ẩn hiện. Đó. Thì mình tick, thay vì mình tick cái này mình tick vào cái click vào cái ô vuông cái đây nè. Đây là mình gán cho nó một cái parameter cho cái biến visible của thằng này. Đó, thì ở đây mình cho nó là star hook. Đó, instant. Mình cho đây là visibility nè. Ok. Oh, star hook is already defined. Tức là star hook mình đã đặt cho này rồi, mình không thể đặt dùng lên được. Thì có đặt nó là show chẳng hạn. Ok, tiếp tục này, tương tự show and hook instant. Ok, ok rồi, như thế này đó. Là như mình khi mình load vào mình có chỉnh được chiều dài hút nè, ẩn hiện của hàng này. Đó, thì mình làm giữa hai trường hợp luôn, vừa có hút đây và vừa không hút. Đó. Rồi. Tiếp tục là tới cái số này. Đó, thì bây giờ tới đây á. Tức là mình làm cái này á, mình không thích cho lắm. Tại sao? Tại vì nó làm mình muốn là mình làm xong rồi á thì nó phải kiểu là nó phải 3D, tức là nó mình update 3D hàng 2D phải đi theo, chứ mình không muốn mà vừa update 2D vừa update 3D nữa. Đó thì cái này á mình chỉ các bạn tạo ok, còn mình khuyên các bạn nên làm theo cách một, nó sẽ đơn giản hơn. Rồi thì khi mà mình tạo này á thì mình sẽ tạo cho nó là bằng một khai gì lúc đầu á, mình tạo thằng cái thằng này á, mình tạo nó bằng cái family là rebar tag á, thì qua bằng đi theo item này á, mình không thể nào tạo nó bằng rebar tag được, tại vì nó sẽ thằng rebar tag này nó sẽ luôn luôn muốn hiện nó thì phải có thằng thép, phải có cái gì đó.